Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Nga tiếp tục một hành trình mới. Sau khi các anh chị và các bạn đã tham quan ở phố Ông Đồ và thấy được những hình ảnh của không khí Tết xưa cũng như mang đậm thêm một số nét của Tết hiện đại, và bây giờ thì Nga sẽ dẫn các anh chị đang thẳng tiến đến một khu phố mới, một đường mới mà hiện giờ đang được rất nhiều người quan tâm đến vào các dịp cuối tuần hoặc vào cái ngày lễ hội, thì nơi đây mọi người có thể là thư giãn và mở rộng cái tâm hồn của mình ra. Thì bây giờ Nga đang ở trên trục đường của đường Phạm Ngọc Thạch và Nga đang thẳng tiến qua phía nhà thờ Đức Bà. Thì các anh chị thấy là hiện tại thì mình đang ở trong một cái những ngày gần đến Tết thì không khí ở ngoài đường mọi cái nó nhìn như là hối hả hơn, nhanh hơn và nhộn nhịp hơn. Đường xá thì đông đúc hơn, xe cộ thì vẫn tấp nập. Và trước mặt mình nó là nhà thờ Đức Bà. Hiện tại thì nhà thờ Đức Bà đang trong quá trình tu bổ. Và đây là ngay dòng xoay giữa nhà thờ Đức Bà, ngay chỗ nhà thờ Đức Bà, đường Lê Duẩn, đường Phạm Ngọc Thạch, và đi ra phía ở ngoài Đồng Khởi. Khu vực này thì lúc nào hầu như là cũng đông và tấp nập, nhưng đặc biệt những ngày giáp Tết thì mọi thứ trở nên là đông hơn nhiều. Và các anh chị thấy là du khách nước ngoài người ta đến viếng thăm Sài Gòn và những người dân ở nước ngoài cũng đang về Việt Nam rất là nhiều trong năm nay. Bà Nga đang chờ được đèn xanh đèn đỏ cho. Trong lúc này thì mình cũng đi lại một số hình ảnh ở ngay trục đường. Và hiện tại thì mình đang ở ngay Diamond Plaza. Năm nay thì bộ áo của Diamond Plaza cũng tương đối là tạm tạm. So với nhiều năm trước thì mình thấy là năm nay không được đẹp như năm ngoái. Hiện tại đây thì Nga đang ngay ở giữa trung tâm thành phố, có một con đường sách mang tên là Nguyễn Văn Bình. Không chỉ là một điểm thu hút những người yêu sách, mà đây còn là trở thành một khu gặp gỡ và thư giãn của nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ vào dịp cuối tuần cũng như là vào các ngày lễ hội và những ngày Tết. Hãy cùng Nga khám phá con đường sách Nguyễn Văn Bình nhé. Đường sách Nguyễn Văn Bình tọa lạc ngay quận nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài khoảng 100 m từ đường Hai Bà Trưng cho đến nhà thờ Đức Bà. Đây là một địa điểm mới và thú vị ở Sài Gòn, thu hút nhiều người dân đến tìm hiểu các loại sách cũng như tham quan và dạo chơi ở dịp cuối tuần. Những gian hàng sách cũng được thiết kế trang nhã hòa hợp với không gian cây cối xanh mát và thu hút nhiều người dân đến tham quan. Ngoài việc tụ họp đầy đủ các đơn vị sách lớn trong cả nước, thì đường sách Nguyễn Văn Bình còn là khu vực cà phê bên cạnh bưu điện thành phố, khu bán báo, tạp chí, văn phòng phẩm, khu vui chơi, khu trao đổi sách cũ, khu trưng bày và triển lãm sách, báo hoặc tranh ảnh theo chủ đề, tạo cho không gian sách rất thực, giúp góp phần phát triển văn hóa đọc trong đời sống người dân cũng như là nơi gắn kết sách, người làm sách và bạn đọc.
Đây chắc chắn là một thiên đường cho những người yêu sách, bởi có hơn 20 gian hàng sách được sắp xếp san sát, trang trí thiết kế độc đáo, cùng trưng bày bán vô vàn các loại sách ở nhiều lĩnh vực và thể loại khác nhau. Chính vì vậy, bạn có thể tha hồ mà lựa chọn và tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp với không gian đặc sắc này. Nơi đây cũng được nhiều tác giả chọn làm điểm giới thiệu các tác phẩm mới với các hoạt động giao lưu cùng độc giả. Ngoài ra, đường sách Nguyễn Văn Bình còn mang đến một không gian vô cùng mới lạ và độc đáo cho người dân Sài Thành. Có thể đi dạo, thư giãn, chụp hình cho mình những bức hình long lanh gần đường sách. Có những quán cà phê nhỏ xinh xinh, nên bạn cũng có thể là tận hưởng một ngày cuối tuần bình yên bên những gốc cà phê yên tĩnh, vừa nhâm nhi ly cà phê thơm ngon, vừa hưởng thức những trang sách hay còn mùi thơm của giấy nữa. Đến đây thì bạn tha hồ mà chụp ảnh, có những bức hình xinh đẹp, các du khách đến tham quan và đọc ở đường sách Nguyễn Văn Bình. Check-in tại đường sách Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn này. Đây cũng là đường sách, cũng là nơi thư giãn của các bạn trẻ. Trên đường sách có nhiều điểm chụp hình cho những bức ảnh rất đẹp. Nếu là một người yêu sách thì đường Nguyễn Văn Bình sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch đến Sài Gòn. Hãy đến đây và hòa mình trong không gian yên bình này, thư giãn giữa Sài Gòn hối hả, xô bồ tấp nập. Chắc chắn là bạn sẽ có trải nghiệm vô cùng thú vị. Thank you.
Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi đoạn phim này. Các anh chị và các bạn cũng có thể là đăng ký hoặc là click like, thì Nga sẽ cho các anh chị những cái đoạn phim sắp tới đây của Nga. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người nha.